Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Thì đứng bên cạnh em Tuyên đây chính là chú Sử và em Xá. Thì hiện tại là ba chú cháu này đang đứng ở cái chính cột mét là km số 0, cái điểm chụp ảnh đẹp nhất của huyện Hà Vàng mình. Thì ngày hôm nay là ngày chủ nhật. Thì hôm nay em Tuyên cũng hẹn chú Sử và em Xá ra ngoài chợ để là cũng đi sắm những đồ như là những dụng cụ ấy, nhu yếu phẩm như là búa này, cuốc xẻng này và những cái đồ dụng cụ để chuẩn bị cho bà con thôn Đề Chia vào một cái công cuộc làm đường dài 4 km nha mọi người. Thì vẫn phải chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng thì bắt đầu chúng ta mới làm được mọi người ạ. Vì trong như mọi người đã biết ấy, vào với thôn Đề Chia ấy, thì bà con thiếu thốn rất là nhiều thứ. Nhưng mà mình mà không chuẩn bị thì vào đấy mình sẽ không có cái đồ mà làm. Nên là mình phải có muốn có con đường thật tốt thì chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng nhất. Hôm nay là hai chú cháu sẽ ra ngoài chợ sắm đồ xong là chúng ta cùng vào thôn Đề Chia để làm công cuộc làm đường nha mọi người. Bây giờ thì em Tuyên xin mời tất cả quý cô bác anh chị cùng theo chân em Tuyên với chú Sử và em Xá cùng đi chợ huyện đi sắm đồ nha mọi người. Em Tuyên xin mời ạ. Xá hôm nay mặc này đẹp không rét à? Không rét á, vừa khỏe nhờ. Đây 14 độ lên mọi người. Hôm nay thời tiết mà là 14 độ rồi, mấy ngày hôm nay nó chỉ là 14 độ với 16 độ. Dạ? Xe đâu không có. Không ạ. Đây mọi người xem thì hiện tại là hôm nay là cái chợ huyện của Gò Vạc em Tuyến nó khá là đông vui. Xá để có áo này rất là đẹp đấy. Bảo rét không? Không rét. 14 độ mà kêu không rét, em Tuyến đang mặc phải áo khoác đây. Bây giờ là sẽ ra sắm đồ trước xong rồi cho hai chú cháu là trở vào được bao nhiêu trở, còn chiều nay em Tuyên sẽ hỗ trợ của bà con là đèo vào luôn cho mọi người nhé. Tôi xin các chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có các nhận tất cả các nhiều khóa đồ. Mười nghìn thì ba thứ, mà ba thứ thì chỉ có 10.000 thôi nào. Tất tần tật mà tốt tuần tuần luôn. Cái gì cũng 10.000 ba thứ. Cứ 10.000 là ba thứ, mà ba thứ thì chỉ có 13 là chảy đến răng thì 10.000. Hay ba dây bột tóc thì 10.000 luôn. Ở đây nhỉ? Bên này là dãy bán gạo, gạo của bà con đấy. Đã gần tới chỗ. Vâng. Đã gần tới chỗ đây, cái cửa hàng bán đồ mọi người ạ. Mọi người cho Xá vào mặc cả nhá. Thánh mặc cả Xá xem nào. Cái búa nào, búa này búa bé quá. Nuôi mua búa hai đầu ấy. Xem này đầy đủ luôn mọi người. Chắc rồi. Đó, lại sang cửa hàng bên này. Chọn lung tung beng ấy. Lại to lại bé. Lại như thế.
cái loại như xá ấy, xá. À, bao nhiêu tiền một cái chị? Thì bây giờ em xá là để đi tham khảo giá mọi người. Bây giờ quay vào, vẫn ở đây. Cái loại bé quá, anh nghĩ là bé. Cái này bé hơn như nãy. Cái loại này là loại bé hơn như nãy. Ờ thì bảo lấy loại hai đầu thôi. To hơn họ có loại hai đầu to hơn. Đấy đấy đấy, cái loại xanh xanh kìa. Lấy loại nào đấy? Lấy lụa hai đầu ấy. Hai đầu á? To hơn đấy, hai to đầu, nhưng to cái đấy. À cái loại đấy thì hết rồi, chuyến này nó đang hết hàng. Đập đá gì? Đúng rồi đấy. Đập đá lấy loại kia được. Ừ. Đập đá phải loại to hơn, không phải đơn giản đâu. Hay là lấy loại này về tra tán. Không, cái đấy nó nặng hơn rồi. Đấy, cái bố như thế xá. Mười cái. 450. Nhưng lấy cái loại to kia em hiện tại em đang lấy cái loại bé đấy. Đây đây đây, cái loại đấy như thế mới đập được. Xá. Đây đấy. Cái loại đấy là bé rồi. Mười cái. Cái đấy bé. Em nhìn cái cán ấy, nhìn cái cán là biết là cái này. Đấy đúng rồi, đấy, như thế. Xa đếm đi, xa đếm đi. Rau bé tràn quả. Có là xì không? Có là xì không? Ra trước lấy. Ông chủ lấy túi cho em đấy. Đấy, đây mới là loại đúng này, kia là loại bé đấy, xá nhá. Chọn đúng nhá. Đấy, cái loại đấy mới là loại được. Thì nó mới gõ đá được, không cái bé quá không gõ được. Nói chung là như mọi người biết đấy, ở chợ thì nó có nhiều quà, nó bán rất là nhiều giá. Hả? 10 cái. Thì đấy, bên này nó bán rẻ hơn bên kia nhiều. Đủ chưa, đủ chưa? 10 cái đủ rồi thì nữa. Mình còn làm việc khác nữa cơ mà, còn nhiều người làm việc khác, bộ... một đội làm khoan đá nữa cơ mà. Đúng không? Một đội. Có lấy bao tải, lấy bao tải đựng nó nặng. Xem mà búa này lấy cái gì nữa nhỉ? Sai, búa này lấy cái gì nữa? Lấy lọ sơn luôn đi. Sơn đỏ. Sơn đỏ đi. Đây đây đây, cái sơn đỏ đây đấy. 2-3 lọ vào. Xịt sơn đường kéo đường dây kia nhiều đấy, mấy anh cán bộ bảo lấy cả dây cước, cần căng không nhỉ? Có cần dây cước căng không?
Không lấy dây cước, dây dứa kia được. Cái dây kéo ra là được. Ờ, đấy, 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 cái dây đấy. Anh ơi, cái này cũng có à? Còn rất nhiều. Đấy, hay bú lộ ấy. Lấy dây này. Đúng rồi. Đấy, 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 cái dây màu đỏ ấy. Dây màu đỏ nó dễ nhìn. Lấy dây màu đỏ ấy. Chứ cái dây màu xanh đấy nó giống kiểu cỏ ấy. Lấy sơn màu đỏ ấy. Vâng, vâng. Có dây màu đỏ không anh? Dây, đây là lấy dây màu đỏ ấy. Đấy, sơn cửa hàng đầy đủ hết. Một quận. Bốn lọ. Bốn lọ đủ không? Một quận nữa. Thì có mình có cả dây rồi mà. Nói chung mọi người xem cái chợ chủ nhật ở đây ấy, rất là đông luôn, bà con đi mua sắm đồ rất là nhiều. À, có ai xem kênh của anh Hoàng Nam ấy thì chắc chắn là mọi người biết đây là cái em này, đây là hot girl bán bỉm sữa, à, bán bỉm đấy. Anh Hoàng Nam trên đền mi đã lên đến đây rồi, đây chính là hot girl bán bỉm đây. Những cái con đấy nó bền, lấy cái con nào nó bền bền một tí. Đấy, cái sẻng đấy. Sẻng bé thì nó lại hót, không nó hót được nhiều. Ờ. Anh xem nào. Chú Sử vào xem nào. À, đi đi xem cái sẻng. Cái sẻng là nó chắc chắc ấy, cái loại nó chắc chắc ấy. Đấy đấy, cái loại đấy. Cái loại đấy chắc chắc thì mình mới dùng được lâu. Ừ. Đợt trước mình vẫn còn đúng không? Ở chỗ nhà trà vẫn còn hai cái đúng không? Thì mình lấy ba cái đi. Hơn em ơi, anh nghĩ phải hơn, mấy nước còn đảo bê tông không mà. Đảo bê tông là nhiều người ấy. Đấy, lấy cả cái quà đấy nữa. Đấy, em tìm nào chắc chắc nhá, sáng nhá. Ừ. Sẵn anh nghĩ lấy thêm đi. Ờ, sẻng hôm trước là ngoài nhà trà còn hai cái này. Chỗ này bạn mới ba cái, em lấy thêm cho anh ba cái nữa đi, mấy nữa đông người đi hót đi. Tùy em. Lấy nào cho nó tiện. Ừ. Ờ. Cuốc là bà con tự lấy ở nhà ấy gì? Được chưa? Được chưa? Đã lấy đầy đủ đồ rồi mọi người. Bây giờ bên ra ngoài. Để bên quán bê thì anh Tuyền không bê được. À.
quán rất là khá to. Thế rồi đấy lại bình thường thôi nhỉ? Không, lấy loại ngon đi anh. Anh mua được 25.000 em sao không luôn. Em mua 28.000 một. Em không có loại đen à? Đó, cái này tốt chứ. Cái đen là nhựa thải, nhựa này nó mới tốt chứ anh. Đúng rồi. Lấy chút đây mấy cái đây. Chút đây mấy cái. 5 cái. 5 cái lấy luôn, đỡ phải cởi. Vì mình lấy nhiều người em ạ, xá. Anh đang bảo chồng đi lấy xe rùa đây. Lấy cái loại ngon cho anh nhé. Nhà này có một bãi để xe chắc cất riêng. Ờ. Có mấy cửa hàng bên quanh đây. Găng tay. Găng tay mùa này rét rồi cần găng tay nữa. Em ơi có găng tay không? Ừ. Anh lấy theo bọc cơ. Hai cái. Ừ. Lấy loại tốt đấy nhá. Ừ, không không, xá có cái vành nào vành vành sắt không anh? Không. Lấy vành này. Vành nhựa tốt mà. Vành nhựa này to hơn. Vành nhựa này tốt hơn hả? Nhựa dẻo không phải nhựa giòn. Thật không? Chị ý lấy cái gì đấy? Đúng không? Cái vành này á, anh thấy người ta là hay là lấy cái vành bằng sắt cơ, nó chắc hơn. Vành bằng sắt mà. Cái này đây vành nhựa. Đây vành nhựa đây này. Đây là nhựa. Nhựa dẻo anh ơi. Nhựa dẻo. Cái sắt nó bền hơn chứ? Không, không bền mà. Cái này không hỏng, cái xá hỏng nhanh quá. Em biết rồi, cái này nó là nhà em biết rồi. Cái mình chở đá nặng á. Chở đá mà. Ờ, mình chở đá mà. Mà bây giờ chưa chở. Ờ, thì mấy nữa chở đá thì chẳng không mua cái tốt hơn thì chết à. Mua cái sắt đi em ơi. Cái sắt mà hỏng nhanh quá. Sắt làm gì hỏng bằng cái này. Không, em mấy cái sắt nó bé bé, nó còn bị cong á. Ờ, cong mới hỏng ấy. Vì cái này anh thấy bằng nhựa thì về sau anh sợ là đẩy cái này ấy, nó hỏng cái này này. Cái găng tay này anh lấy mấy túi đấy? Hai túi là bao nhiêu? 80.000 một túi ạ, 12 đôi. 80.000 cả. Cái loại 12 đôi à? 20 12 đôi. Rồi ok thế đủ rồi. Cái này về phải giữ cho xài. Đúng không? 12 đôi đấy, 80.000 đôi không đơn giản đâu. Là 80.000 một túi rồi đấy. Hả? Cái xanh á, cái lưới gì? Lưới để vặn. Cái nào? Chú cái này. Đâu? Cái chỉ tay không. Phải đó. Đó, cái này đây. Cái này để che mát đấy ạ. À? Đó. Cái này là tính theo cân. Còn bây giờ không má này. Kệ không mua. Hả? Có mỗi bài này. Mỗi bạt. Có bạt đây. Bạt xỉ ấy. Bạt xỉ đây. Mua để là cái lá. Có cần xịn nhất không hay xịn dù lắm? Xịn nhất mà rẻ nhất. Thứ nhất của nó là khổ rộng của nó 6 mét. Khổ rộng 6 mét, còn loại kia thì rộng 4 mét. Rộng 6 mét nhá. Thiện nhất nhá. Đây này đúng rồi. Loại này đắt lắm, 60.000 một mét rồi. Còn loại thường này có 30.000 thôi. Lá thì sợ. Lá thì lấy cái này là chuẩn nhất luôn. Anh lấy bao nhiêu mét? Mấy mét vậy? 3 mét. Một cái tấm đấy là bao nhiêu em? Tám mét anh ơi. Có bao nhiêu tiền một mét nhỉ? 60.000 một mét anh. 60.000 cơ. Lấy hai cái
xe rùa hay 3 cái nhỉ? Còn anh ấy loại cái. Khổ 4 mét này loại dày có 30.000 thôi. Sao đấy bạn nào? Mà cái này đi mấy ngày sợ hỏng đấy. Là đùa thì 3 tháng đấy. Ờ, cái làm đường là lâu đấy. 3 tháng à? Ờ. 4 km mà. Cái đấy là tổng là bao nhiêu tiền em? Bao nhiêu mét vuông đây? 480.000 đấy, anh mua anh rưỡi. 400? Anh mua bao nhiêu đồ đấy? Không phải. Tí nữa vào giảm giá sau. Anh để cái anh đi vào đây, anh mua cho em một miếng bạc đấy thôi. Riêng anh, em không bao giờ bán đắt luôn. Thôi được rồi, lấy cái loại đấy xịn đi. Riêng đi không bao giờ bán đắt luôn. Sáng lấy cái loại xịn đi dùng cho nó bền. Còn có một loại 6 mét, cũng rộng 6 mét nhưng mà chất bàn không đẹp như này của em đâu. Nó chỉ giống như thế này thôi, nó có 50.000 một mét. Đây, thoải mái luôn. Cái loại này anh dùng cả 5 luôn. Vâng. Em lấy hai cái xe rùa mà. Đang lắp cái đi. Anh lắp cái vành nhựa lắp hay vành như này. Bởi lấy vành nhựa luôn mà. Sáng lấy vành nhựa này à? Vâng. Vâng. Có chứ? Sá? Vâng. Lấy vành nhựa này à? Vâng. Lấy cái vành nhựa này. Anh sợ là vành nhựa này chở đá là hỏng đấy nhá. Không, không bây giờ cũng chở đá mà. Có chứ, em mấy nữa mình chở đá đấy. Vâng. Có cả vành sắt vành nhựa. Lấy vành sắt đi em ơi. Mấy nữa mình chở đá đấy. Bây giờ chở đất, mấy nữa còn chở đá kìa. Bọn em chở đá nhiều đấy. Thích có cả vành sắt, có vành sắt. Mình lấy vành sắt đi. Anh thấy là chở nặng là toàn lấy vành sắt chứ. Một cái này bây giờ nó bỏ rồi, cái này không hỏng được. Thế thì một cái này thì một cái vành sắt. Đúng rồi đấy, đấy, hai cái. Dạ. Một cái này một cái vành sắt đúng không? Bà. Rồi rồi, một cái vành sắt. Với cái vành sắt kia mình mấy đứa mình khoan đá ra chở cát nặng kìa em. Bà. Không có hỏng mà. Bà. Thường thường công nhân là người ta hay lấy vành sắt. Bà. Người ta cái vành nhựa này người ta chỉ là làm chở cát nhẹ nhẹ thôi. Bà. Bà. Không cái hà ấy. Không sợ đâu em. Ờ. Đi nó FB biết rồi. Cái này hỏng cái hà nhiều quá. Ờ. Đây em ơi, cái vành sắt này mình hỏng cái hà mình hàn vào không sợ đâu. Hàn chắc vào. Vâng. Mang ra chỗ anh Dần, tí bảo anh Dần hàn cho. Vâng. Anh Dần chấm cho thêm cái này vào. Vâng. Em sợ hỏng cái này gì? Vâng. Cái vành sắt này nó mới cứng. Vâng. Bảo đội nhờ đội anh Dần ấy. Nhờ đó anh Dần chấm thêm vào. Chống the hai ba cái đó. Ờ, chấm thêm vào. Vâng. Nhá. Đây đi đẩy này luôn đi sang bên kia vào anh Dần ấy luôn. Vâng vâng. Xẻ to ba cái. Bố cái. Cái. Chủ quán đang ghi hóa đơn. Cái này 3 mét. Cái này là 8 mét. 450 nha. Bố lọ này nhỉ? Bố lọ sơn. Bố lọ sơn một cuộn dây. Ờ, dây đỏ. Dây này bao nhiêu nhỉ? 30 đến 4 hồn. Cái này còn nặng hết rồi. 30 nhỉ? Ờ, 30 cuộn. Còn hot tag trắng. 5 cái à? 5 cái. 5 cái. Xe rùa ghi chưa? Xe rùa ghi rồi. Bây giờ túi được không? Cho tải. Cho bao tải cho. Dạ, ốc thông thì... Đây. Em sao em sửa đang cất đồ đấy mọi người. Cho cái túi xanh to em, cho túi xanh to. Để túi bé, túi chật. Khổ. Không nghe, nó chật thế không, nó hơi chật. Lấy túi xanh cho nó rộng không. Đấy. Xong rồi mình đẩy xe đi ra nhà anh Dần, nhờ anh đi hàn cho đã. Vâng.
cho thì mua phải cất đủ vào nhá, không cái bạt để ở ngoài ấy em, cái bạt lấy cái dây cước bó và bỏ ở ngoài cho nó đỡ thoải mái không? Thoải mái. Thì nữa còn đi mua xăng, mua dầu máy nữa em ơi, dầu pha máy nữa. Vâng. Không thì không có dầu pha máy làm sao mà pha được mấy quan kia. Đúng rồi. Đúng không? Thì quên đấy. Vâng. Cái đấy không thể quên được, xăng, dầu pha máy. Bây giờ đẩy nguyên xe này ra, nhờ anh Dần chấm cho. Vâng. Chấm thêm vào, vì họ làm gia công này không chắc đi. Phải có cái này thì mới chắc được. Cái nhựa kia không chắc đâu. Cái này thì dễ à? Tìm có lượng này thì lấy hai cái, nó đổ cái này. Thế mà kêu cứ lấy thích cái nhựa. Vâng. Đổi cái này nhá. Vâng. Anh Trung ơi. Rồi. Ông chủ. Anh Trung ơi, đổi em cái xe này đi. Không, lấy em con nữa, để đổi để đi Hàn luôn đấy. À, đi đổi sang cái kia. Vâng, đổi sang Hàn sắt. Vì cái sắt là nó xây đá nó bền hơn. Nhựa sao bền bằng sắt được. Hai cái xe rùa này là của một chú ở bên Mỹ. Đâu, hai cái xe rùa này là của ông ở bên Atlanta. Ông giấu tên, ông xin tặng cho bà con mình nhé. Vâng. Hôm nào vào thì là làm thì anh sẽ công bố lại sau. Vâng. Vì hôm nay là đồ đạc nhiều quá, lịch kỉnh quá. Bây giờ nhờ anh Dần anh chấm cho thêm vào cái đoạn kia thoải mái chắc luôn. Vâng. Chứ cái nhựa kia nặng, nó em chở toàn đá hộc kia có mà hỏng hết xe à? Vâng. Đây bây giờ thì là sẽ đẩy xe rùa lên chỗ nhà anh Dần nha mọi người. Nhờ anh ấy chấm cho hai chấm là được. Chấm chắc ra. Vì sau quyết định lại em xá, vì sau lại bảo là thế thì lại đổi cái vành sắt, vành nhựa kia thì sẽ không bền đấy. Không nghe mình. Đây là cái dãy khu dãy chợ này là chuyên bán đồ hàng thực phẩm ăn uống này. Cái đồ gia dụng xây, thiết bị xây ấy. Không sợ. Này chợ này thì khá là đông, rất là tấp nập hôm nay mọi người. Giá hôm nay mặc quần áo đẹp như này như kiểu đi họp ấy. Thank you.
cũng gần đến chỗ nhà anh Dần rồi mọi người. Vâng. Nghe tiếng máy rồi. Đây chú Sử ấy. Anh Dần có hai cái nhà anh. Ờ, nhà anh Dần kia bên hai cái. Anh Dần thì anh đầy nhà. Ờ, đầy nhà. Nó giàu. Đây tiền đàn cũng nhờ lắm. Cái... Hà Nội em trông chắc không thế, chắc mang về 3 buổi hỏng ấy. Hỏng. Cái máy kia không hàng nữa à. Sa sa, lôi đi. Nói chung xưởng ấy rất là khá là to. Bây giờ đây này, bây giờ đã chuẩn bị làm này để làm làm đường, cái đùa làm cái đường là sau thôn. Mấy cái nối đây nghe hạn hết rồi em nhá. Đội kia nó làm thì nó chỉ họ chấm vào đây chứ còn chị, em đang bảo nhờ nhà mình chấm hộ em lại mấy cái xe. Không mua. Không. Vâng vâng. Vâng vâng, không thì mang vào kia chở đá chắc 3 buổi. Thế hẳn chắc thì nữa anh ngồi thử lên thôi, xá thử đẩy anh xem thế nào. À. Đấy, như thế chắc hẳn không? Em lấy cái nhựa kia thì làm sao chắc được. À. Cứ cãi mình lấy cái lốp nhựa nó bền hơn. À. Cái lốp nhựa mà nó chở cái cát. Ờ, chở cát ở trong cái mặt bằng thôi. Còn à, mình đi cái đường công trường đấy, người ta lấy hết cái sắt kia thôi. À. Vì em chở đá hộc vào chắc nó... Cái nhựa kia nó vỡ phát thì là hỏng luôn cả cái xe. Cái hàn này chắc chắn luôn. À, cái tua rất nhiều. Đó. Mà, ơ, nhớ tua thở hỏi anh chị à? Đây mọi người ạ, thì bây giờ phải tháo cái lốp này ra thì bắt đầu mới hàn được. Chứ bây giờ không làm được thì sẽ hàn vào sẽ bị thủng lốp. Mấy bạn anh Dần anh sang hộ. Sắn cái tay áo lên làm việc sao, không thì bẩn hết áo đấy, ông đi ra chợ mặc đẹp quá. Lấy cái kìm ấy để xoay cái van này ra. Vừa bị thủng cái lốp này. Cái van này còn nó xoáy trần trần luôn đúng không anh?
Cái này nó làm gia công vớ vẩn. Bây giờ mình không hàn này vào là bung ngay. Mình nữa vừa mà hàn này xong là bị thủng ngay lốp. Bây giờ phải tháo ra mọi người. Cái hàn này chắc chắn. Đây là xá, xì cái này đi. Xì hơi này ra rồi vịn ra. Đấy. Đưa anh đấy hàn ra. Rồi. Có phải thủng không anh? Không phải luôn. Như này thì mới chắc được. Mất công mà mất một lần đấy. Bên cơ khí nhìn cái quả vành này nhìn nó hơi ọp ẹp nhỉ. Đúng là nghề nhìn nó hơi ọp ẹp. Đó, đúng rồi, đưa cho anh ấy hàn. Kẻ hẹn nó chung hóa. Xa nhấp vào đâu chú? Ôi sao chú chả tiêu không ạ? Cái vần này nó hạ không chá. Đấy, thì bây giờ đưa cho anh đấy, anh ấy hàn lại cho mình cho chắc chắn gì nữa. Cái chỗ vết nối này anh. Cái chỗ màu nối này. Vào đây. Xá đi lấy cái chai nước kia, đi lấy nước về. Xá. Cái chai à? Cái chai AB kìa. Lấy vòi nước vào đấy để cho anh ấy xịt vào cho nó đỡ nóng. Đây đây đúng rồi. Nước kia, nước tôi dần vừa xả kìa. Vâng vâng. Lá có tẹo ăn lái đúng. Lắp cái này trước chú ạ, lắp cái này vào trước này. Đấy, không đi sửa thì còn vừa rất là đi công đi sửa rất là lâu đấy mọi người. Bên anh kia anh vẫn hàn khá lâu rồi. Đây rồi em xá. Chú xử vào phát vào luôn. Em móc được rồi đúng không?
Đây mọi người ạ, mãi lên cuối cùng cũng xong. Đấy, không làm chắc như này thì không thể làm được. Đi vào đấy cũng mất một tiếng ấy, sáng nhở? Hơn một tiếng ấy. Làm tháo ra làm cẩn thận, tỉ mỉ. Bây giờ cũng khá là trưa rồi ấy mọi người. Bây giờ là 12 giờ rồi. Có lẽ là để bao chú cháu sẽ đi ăn cơm trưa. Xong rồi mọi người sẽ đi vào thôn để chia mọi người ạ. Đấy, mọi người xem là lúc trước khi đi hàn hai cái xe rùa này thì chỗ chợ này còn chưa dọn, hàn xong rồi, bây giờ chợ đã dọn xong hết rồi. Đây mọi người, thì hiện tại là lúc nãy là cũng vừa mới đi sắm đồ xong, thì bây giờ hiện tại chú Sử với em Xá là đang chuẩn bị buộc đồ, chằng đồ mang vào. Hai xe này thôi, còn hai cái xe rùa nữa này. Khá là trưa rồi. Vâng, xin thưa mọi người ấy, thì vừa rồi ấy, thì em Tuyên và chú Sử với em Xá cũng kết thúc cái buổi sáng này đi mua sắm đồ về để làm cái công cuộc dài 4 km nha mọi người. Thì như mọi người đã biết ấy, thì cũng là sắm đầy đủ từ là xe rùa này, búa này, nói chung là tất cả những đồ rồi. Bây giờ mình mang về mình dùng. Nếu mà khi làm việc thấy thiếu cái gì thì mình sẽ mua thêm cái đấy. Đấy, mà cái nào chẳng may nó hỏng ấy. Vì cái công cuộc làm đường dài 4 km thì nó rất là dài và rất là lâu. Thì đồ nào mà hỏng thì chúng ta có thể thay thế sau. Đấy, nhưng mà thì cũng ngày hôm nay cũng khá là mệt đấy. Và sáng hôm nay đi ra ngoài lại mặc rất là đẹp mà lại không thấy rét à? Mà hôm nay trời hôm nay là 14 độ mọi người ạ. Em Tuyên phải đang mặc áo phao này rất là rét. Và cũng công cuộc cũng đã xong rồi. Thì bây giờ thì ba chú cháu đã sẽ là đi xuống quán để dùng bữa trưa. Xong rồi để cho hai chú cháu là sẽ đi vào thôn để chia cho mọi người. Thì còn em Tuyên thì sẽ là chuẩn bị vào ngày mai tiếp tục là cái cuộc là phá đá mở đường nhá. Thì em về bảo chú Sử là với bảo bà con là sáng mai chúng ta bắt đầu tiếp tục công cuộc nhá. Làm cố gắng hoàn thành sớm đi. Thì một lần nữa thì cũng cho em Tuyên xin phép được cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân đã luôn luôn quan tâm đến bà con Thủy Chia, để tương lai bà con Thủy Chia có một đoạn đường dài 4 km mới thực sự an toàn và đẹp nhất cho mọi người. Còn bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép là được tạm dừng video ở đây. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào tất cả mọi người. Xin chào.